Chào mừng bạn đến với kênh Thủy Sinh Vlog. Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông. Đây là cái bịch cá coi kích thước lớn F1 mình mới vừa mua ở cửa hàng cá coi chi nãy. Thì khi mới mua thì mình bỏ nguyên cái bao này vào hồ luôn, bởi vì làm như vậy thì cá nó sẽ không bị sốc nước, để cho nó quen môi trường. Nước này là nước cũ ở cái nơi bán cá, và nước này là nước mới thì ở hồ nhà mình. Thì thường thì các bạn nuôi cá coi hoặc là mua cá gì ở ngoài, các bạn cũng nên làm cách này ha, thì cá nó sẽ đỡ sốc nước hơn, sẽ quen dần hai cái môi trường lúc này, nó sẽ từ từ nó thích nghi. Và để khoảng 15-20 phút các bạn sẽ đổ hẳn cá vào nước mới này luôn. Nếu như chúng ta không làm qua bước này mà đổ hẳn xuống dưới thì có thể cá sẽ không khỏe và rất dễ bị sốc nước. Trong này thì nó vẫn bơi bình thường nè, nó bao lớn mà nó vẫn bơi.